Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tĩnh, tôi đang tán tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Đây là con Pajero Sport bản 1 cầu nè anh chị, xài 1 cầu sau nha. Màu đen, rất là đẹp, nhìn rất là gấu luôn. Nhìn bên hông nè, mình sẽ thấy con xe này nó rất là hầm hố bởi vì nó đen thui hết luôn anh chị. Mâm đồ mọi thứ là nó nguyên bản, nó sơn đen sẵn từ nhà máy nè. Nhập từ Thái về là nó sơn đen sẵn rồi anh chị, đen hết luôn. Chỉ có cái bệ bước này là nó làm bằng, phía trên là mặt bằng nhôm ha. Rồi các chi tiết mạ chrome thì nhìn nó sáng cái xe. Thế còn lại cái xe này nó đen thui hết luôn. Anh chị mà yêu thích cái màu đen á, ta về ta decal hết những cái chi tiết màu sáng thành màu đen hết luôn, cái xe này nó còn gấu hơn nữa. Đây là bản Pajero Sport 1 cầu nha, mẫu mới nha anh chị. Mẫu mới được nâng cấp á. Bản này là 1.130.000. Bây giờ anh chị mua sẽ được ưu đãi 50% phí trước bạ, là tương đương được giảm cho anh chị là 56.500.000 và tặng kèm cho anh chị một cái bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Ngoài ra anh chị mua tại bên em á, anh chị sẽ được tặng nguyên cái bộ combo phụ kiện, bao gồm là giảm phích nhiệt nè, camera hành trình nè, lót sàn nè, phủ gầm nè, đầy đủ. Xe này là của khách hàng chuẩn bị giao rồi anh chị, em mượn em quay giới thiệu cho anh chị thôi. Cái tấm này nè, nhìn nó cũng dày. Tất cả những cái thứ trên con Pajero này á, nó rất là chắc chắn anh chị, thân vỏ hay tất cả mọi thứ nó chắc nụi à. Bản thân em thì là một người mà thích những cái sự mạnh mẽ đó, tại vì em thích xe bán tải, cho nên là với những cái con xe như Pajero á, em có thói quen là hay đóng cửa mạnh vậy nè. Mà những con xe mà thân vỏ nó mỏng quá, mình đóng thì nó hơi xót, chứ còn như con xe này đóng thì nó càng mạnh tay nó càng chắc càng sướng anh chị. Đen từ trong ra ngoài hết. Da đen, da nguyên bản nha, 6 loa anh chị. Mấy cái con mà kết cấu khung gầm rời á thì nó đều có tay nè để mình bước lên đó anh chị, và nó đều phải có bệ bước thì mới bước lên được, chứ không bước lên đây là rách quần, bước không nổi đâu. Chị em mà chân thấp thấp là không thể nào bước lên được mà không có bệ bước. Da nguyên bản, da rất là mềm anh chị. Con này nó cũng có cái hay là có cái cổng này nè. Đây, để chúng ta xài các thiết bị như laptop anh chị. Đã lót sàn này cho khách nè. Và một cái bộ thảm theo xe được tặng cho khách. Con này có cái độ ngã lưng sâu lắm. Đây, ngã cực kỳ sâu luôn. Điều hòa thì nằm ở trên kia nè anh chị. Điều hòa sâu là nằm ở trên đó. Đây là tối màu hết nè. Phía sau là làm sẵn tối màu chứ không phải là dán phim đâu anh chị. Nguyên bản thì nó đã tối sẵn rồi, cho nên anh chị không thể nhìn thấy bên trong. Nó tạo sự riêng tư cho người ngồi bên trong. Ở đây nó có loa nhé. Và trên cái bảng này nó có hệ thống là chống tăng tốc đột ngột anh chị. Các cái phím chức năng khác. Vô lăng thì nó giống bản 2 cầu thôi, trợ lực dầu nha, chạy đầm tay. Nhưng mà nó sẽ khó, không có ga tự động tích ứng nha anh chị. Mở lên cho anh chị xem cái màn hình. Màn hình táp lô là màn hình kỹ thuật số. Đây, đây là màn hình giải trí nè anh chị. Màn hình này cảm ứng nha, có Apple CarPlay nè, Android Auto đầy đủ. Trên này thì là nhựa cứng, hơi thô ha. Gương chống chói. Xài hộp số tự động 8 cấp. Phanh điện tử nè anh chị. Ghế tài thì nó sẽ chỉnh điện nha, nhưng mà ghế phụ nó chỉnh cơ. Thì cái dòng này là nó xài một cầu là dẫn động cầu sau nha anh chị. Chạy một cầu thôi. Còn anh chị cần cái bản 2 cầu để đi địa hình thì chúng ta mua phiên bản cao hơn. Nhưng mà bản 1 cầu và 2 cầu anh chị mà nhìn qua là nó giống nhau lắm. 1.130.000.000 đang được giảm 50% lệ phí trước bạ, kèm theo bảo hiểm vật chất 1 năm và combo phụ kiện đầy đủ. Các cái màu sắc thì nó đều đồng giá như nhau, nó sẽ có là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Hai cái chữ xe ngược này chính là cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đó anh chị. Một cái điểm nhận diện, một cái điểm đặc trưng. Nó là cái ngôn ngữ thiết kế của Mitsubishi trên tất cả sản phẩm luôn. Đây, nguyên cái phần lưới tản nhiệt là đen thui hết. Nó có 4 cảm biến trước nè, 4 cảm biến sau. Nguyên bản là nó có sẵn rồi. Và các cái cảm biến thì nó được bao bọc bởi một cái viền như này để bảo vệ đó anh chị. Đèn thì trên này nha, đèn chính cái pha cốt nằm đây nè. Nguyên kiện cụm đèn là đèn hỗ trợ thôi anh chị. Đèn xi nhan các thứ là nằm đây, đèn sương mù nằm đây. Pajero hai phiên bản thì đều sử dụng máy dầu hết nha. Máy dầu 2.4 mi vách có tăng áp.
mâm hơi dơ, anh chị thông cảm giúp em nha. Con này xe mâm 18 nè anh chị, lốp là 265/60R18, 4 phanh đĩa nha. Con này nó xài kết cấu của bán tải cho nên là khung gầm mâm rồi lốp thì nó giống xe bán tải cả thôi. Treo trước là càng a kép, treo sau là liên kết 3 điểm. Gương thì rất to y chang xe bán tải luôn. Nhưng mà bản này không có cam 360 nha. Còn các cái tính năng hỗ trợ về an toàn thì đầy đủ anh chị. Nó có 6 túi khí nè, hệ thống cân bằng điện tử nè, chống bó cứng phanh nè, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đấy, các tính năng đấy là đầy đủ. Rồi có hệ thống cảm méo sút lốp và chống tăng tốc đột ngột. Đây là một con xe nhập Thái, một con SUV thật sự nè anh chị, một con khung gầm rời. Đẹp ha, rất là ngầu luôn. Các cảm biến bên dưới anh chị. Lốp thì nó nằm bên dưới gầm nha, lốp sơ cua nó giống bán tải anh chị. Đấy, còn anh chị cần cái thông số chi tiết thì cứ kết bạn với em nhé, qua Zalo đấy. Em sẽ gửi cái catalog cho anh chị tham khảo. Và bên em cũng có xe lái thử luôn. Đối với cái dòng này bây giờ mua đi Tết thì không kịp rồi. Anh chị đặt hàng thì trong tháng 2 em giao xe cho anh chị được. Còn anh chị muốn mua xe đi Tết thì em có những con xe lướt như là Xpander này, Astray này. Còn lại xe mới thì em có các dòng Xpander, Outlander là có sẵn xe để giao kịp trước Tết. Anh chị có thanh toán đủ tiền thì ngày thứ hai em đi bấm số đăng ký giao cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều.